Tàng vật thu giữ 30 túi ni lông màu xanh, màu hồng, bên trong chứa 5.646 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, đối tượng sồng sấy vạ khai là vận chuyển số ma túy trên cho một người đàn ông không rõ danh tính để lấy tiền công với giá 3 triệu đồng. Khi đang trên đường vận chuyển thì bị các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Trước đó vào ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 6, Tổ công tác Công an huyện Xúc Cục phát hiện và bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy gồm Mòng Văn Sao, sinh năm 1987, trú tại bản Huổi Lè, xã Mường Lạn, tăng vật thu giữ 17 viên ma túy tổng hợp, có trọng lượng 1,59 g Hàng A Dậy, sinh năm 1972, trú tại bản Pá Khôm, xã Mường É, huyện Thuận Châu, tăng vật thu giữ 0,39 g heroin. Dương Thanh Bảy, sinh năm 1990, trú tại thôn Tam Trạch, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, tăng vật thu giữ hai gói màu trắng có chứa 0,177 gam heroin và một số tăng vật khác liên quan. Tại cơ quan công an, ba đối tượng khai nhận do bản thân nghiện ma túy nên đi tìm mua ma túy về để sử dụng. Hiện các vụ việc đang được công an huyện Sốp Cục tiếp tục điều tra làm rõ.